Sáng ngày 5 tháng 9, gần 1.400 học sinh trường Trung học Phổ thông Trần Quý Cáp đã bước vào năm học mới 2022-2023. Đồng chí Lê Chơi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến dự lễ khai giảng và tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường. Phát biểu khai giảng, thầy Thái Văn Thành, hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2021-2022 vừa qua, mặc dù bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng thầy và trò nhà trường đã không ngừng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ với nhiều thành tích tốt. Tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng đáng kể. Học sinh giỏi đạt 39,43%, khá 41%. Học sinh nhà trường thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 22 giải. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,3%. Năm học mới, nhà trường đón trên 500 học sinh khối lớp 10, cũng là dịp kỷ niệm 70 năm thành lập trường trung học Trần Quý Cáp tháng 9 năm 1952, tháng 9 năm 2022. Thầy và trò nhà trường tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng giáo dục đạo đức ý thức trách nhiệm cho học sinh góp phần xây dựng trường học hạnh phúc